chào tất cả các bạn. Hôm nay á, mình sẽ giúp các bạn miêu tả cái biểu đồ này trong vòng 15 phút bằng cả tiếng Anh và cả tiếng Việt luôn. Mình sẽ giải thích cho các bạn trước bằng tiếng Việt, sau đó mình sẽ dịch ra tiếng Anh để các bạn dễ nắm bắt hơn ha. Thì trước tiên á, mình có 15 phút để mình làm bài này thôi. Bởi vậy mình hãy nêu những cái đặc điểm mà quan trọng của cái biểu đồ này, chứ không phải là miêu tả hết. Mình nhắc lại như vậy. Rồi, cái biểu đồ này đã xét từ giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2008 tại nước Anh, phục di dân quốc tế dài hạn, được chưa? Thì ở đây mình sẽ có ba cái đại lượng như sau: là tỷ lệ immigration là tỷ lệ nhập cư, mình viết tiếng Việt ở đây cho bạn dễ hiểu. Immigration là tỷ lệ di cư và net. Thì bây giờ á, bạn nhìn vào đây ha, bạn sẽ có cái dạng bài như sau, bạn sẽ có cái outline dạng bài như sau. Intro bạn sẽ câu mở bài, câu mở bài là cái câu giới thiệu tổng quan tên tuổi và cái giai đoạn, thì mình không cần đi sâu vào đây. Cái quan trọng á là mình sẽ giới thiệu cho bạn câu overall, body 1 và body 2 là câu tổng quan. Đoạn 1 và đoạn 2 sẽ làm như thế nào? Câu tổng quan thì nó sẽ gồm những cái yếu tố gì? Câu tổng quan chỉ nêu những cái gì gọi là tổng quát và xu hướng chính của cái biểu đồ, và nó không miêu tả chính xác cái số liệu. Bạn chỉ cần nêu xu hướng, ví dụ xu hướng tăng thì bạn nêu là xu hướng tất cả tăng, nếu giảm thì xu hướng tất cả giảm. Ở trong đây thì mình sẽ làm câu mở bài như thế nào? Thì mình sẽ có cái câu mở bài như sau. Nhìn chung thì tỷ lệ nhập cư cao hơn so với tỷ lệ di cư, và cả hai con số này đều tăng ha, đều tăng trong suốt cái giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2008. Và ở net á, thì các bạn có thể thấy là nó có rất nhiều cái lên xuống ha. Các bạn cảm giác là nó hơi khó, nhưng mà thật sự á, mình chỉ cần nêu hai cái điểm chính, hay những cái điểm chính đó thôi. Cái điểm chính là gì? Là cái giai đoạn cao nhất vào năm 2004 và đạt giai đoạn cao nhất vào năm 2007. Thì tức là bây giờ tỷ lệ net sẽ đạt cái phần cao nhất ha, đạt số lượng người cao nhất vào năm 2004 và năm 2007. Bạn chỉ cần nói vậy thôi. Mình nhắc lại câu tổng quan cho bạn. Thứ nhất, tỷ lệ người nhập cư nhiều hơn so với tỷ lệ người di cư, và cả hai con số này đều tăng từ giai đoạn năm 1999 đến năm 2008. Tỷ lệ trong đó, cái tỷ lệ net á, thì nó sẽ chiếm con số cao nhất vào năm 2004 và năm 2007. That's it, là xong. Rồi bây giờ á, mình sẽ vô body 1. Body 1 thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ bắt từ cái con số năm 1999 cho đến năm 2003. Và cái đoạn thứ hai á, thì ok, cái đoạn thứ hai thì mình sẽ bắt từ năm, mình đánh mực xanh đi ha. Mình sẽ bắt từ năm 2004 cho đến năm 2008. Đó, hai giai đoạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái body đầu tiên. Cái body đầu tiên mình sẽ làm như sau. Mình diễn tả cái tỷ lệ nhập cư trước. Vào cái điểm mốc năm 1999 thì tỷ lệ nhập cư con người á, thì khoảng là mình nghĩ là 450.000 người. Mình đoán, phỏng đoán vậy thôi ha. Tại vì đây là, đây mình quên giới thiệu bạn, đây là đại lượng ngàn người ha. Thì mình chỉ phỏng đoán ước chừng là 450.000 người. Và cái tỷ lệ di cư á, thì nó đạt là 300.000 người, được chưa? Còn cái tỷ lệ net thì nó sẽ rơi vào khoảng 180 bạn ha. Rơi vào khoảng 180, và bạn thấy trong suốt cái giai đoạn này á, nó không hề thay đổi, nó cứ xem nhau. Thì bạn có thể nói rằng tỷ lệ net nó không hề thay đổi, hoặc là thay đổi một chút trên dưới 180. Đó, bạn nói như vậy là đã có thể miêu tả được cái net rồi. Giờ mình nhắc lại nè, cái câu body 1 á, mình sẽ nêu như sau. Thứ nhất, vào năm 1900, xét cái mốc năm 1999, tỷ lệ người nhập cư sẽ rơi vào khoảng 450.000 người, trong đó tỷ lệ người di cư thấp hơn là 300.000 người. Và trong khi đó, cái tỷ lệ net á, thì nó không thay đổi lắm từ năm 1999 cho tới năm 2003. Rồi, cái đó là xong body 1. Qua body 2. Qua body 2 á, thì mình sẽ xét từ năm 2004 cho tới năm 2008. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu đi từ ba cái đại lượng, số 1 nè, số 2 nè, và cuối cùng là số 3 nè. Như vậy thì bạn sẽ dễ hiểu hơn. Rồi mình bắt ngay cái mốc năm 2004 ha. Năm 2004 thì như thế nào? Vào năm 1999 là 450, nhưng mà ở năm 2004 thì tỷ lệ người nhập cư á, khoảng là bao nhiêu ngàn người vậy bạn? Khoảng mình nghĩ là 600.000 người ha, khoảng là 600.000 người. Mình ghi 600 thôi cho nó ngắn gọn đi ha, 600. Và nó duy trì, tỷ lệ người nhập cư là 600, và nó duy trì không thay đổi, cân bằng luôn cho đến năm 2008. Đó là mình xong cái câu của người nhập cư. Rồi tiếp theo tới câu của người di cư. Người di cư sẽ như thế nào bạn? Từ năm 1999 là 300 tới cái đỉnh mình xét
là khoảng là 350, mình nghĩ là 350.000 người đi. Và tiếp theo nè, bạn thấy tiếp theo không? Vào năm 2008 thì nó sẽ đạt đỉnh điểm vào khoảng 450. À, nhưng mà bạn để ý nè, trước khi nó đạt đỉnh điểm ở 450 thì nó sẽ rớt xuống ở 350 ở đây. Như rồi mình sẽ nói lại cho bạn cái câu mà của câu di cư ha. Vào năm 1999 đạt tỷ lệ 300 và nó tăng nhẹ. Vào năm 2004 lên 350. Được chưa? Và vào năm 2008 thì nó đạt cái điểm cao nhất là mình nghĩ là 430 đi ha, thì nó hợp lý hơn. Đạt vào cái đỉnh mốc là 430, nhưng mà trước khi nó đạt con số 430 thì nó thấy một cái sự gì? Sự giảm đột ngột tại đây là 350. Ha. Đó là của cái câu di cư. Và rất là đơn giản, cho cái nét thì bạn chỉ cần nói là từ năm 2008 từ năm 2004 đến năm 2008 thì mình nhận thấy á, là hai cái đỉnh điểm ở đây và ở đây ha, hai cái đỉnh điểm ở đây thì nó không chênh lệch nhau quá nhiều ha. Ở đây là khoảng là mình nghĩ là 250, thì bạn sẽ nói là vào năm 2004 cho đến năm 2008 thì cái tỷ lệ đạt đỉnh mốc là ở năm 2004 và năm 2007 trên dưới 250.000 người. Vậy là xong. Như vậy là mình đã làm xong tất cả các outline của cái bài này ha, từ phần overall cho tới body 1 và body 2 á. Mình hy vọng á, là các bạn đã thấy là cái bài này nó không quá khó ha. Mình nhìn rất là nhiều dữ liệu, nhưng mà mình chỉ cần mô tả những cái dữ liệu nào á, mà nó có vẻ là nó trực quan nhất và nó nổi bật nhất thôi. Còn ngoài ra thì mình sẽ không miêu tả. Tại vì sao? Mình không có nhiều thời gian, mình chỉ có 15 phút để mình làm bài này, và mình không có nhiều thời gian để mình suy nghĩ. Cho nên hãy miêu tả những cái đại lượng nào nổi bật nhất trong đoạn này. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài của mình ha. Thì mình nghĩ là sẽ có nhiều cái cách để làm cái bài này, chứ không phải là chỉ có riêng cái cách của mình. Được không các bạn? Thì nếu như mà các bạn có những cái cách khác á, thì các bạn cứ comment bên dưới ha. Cảm ơn các bạn.